Đi mua cá nhưng lại say nắng chị bán cá, ông anh có pha xử lý đi luôn vào lòng đất. Được hôm nóng nực định đi mua cá về làm bữa ngon lành canh đào, ông anh bất ngờ gặp phải sự rất là ối rồi ôi, không biết nên cười hay nên khóc. Cụ thể khi dừng lại chỗ chị bán cá trong chợ, anh đã mua được túi cá có vẻ là ngon, đủ được một bữa canh ngon nghẻ. Đấy là anh nghĩ thế trước khi cái sự việc này nó xảy ra. Ngay sau khi thanh toán, ông anh này đã định đạp đổ để đi về, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đó anh lại đạp luôn vào cái gác chân của người ngồi sau. Không nhận ra điều này, anh vẫn tiếp đạp, đạp nữa, đạp mãi, đạp cho đến khi cái gác chân này lủng luôn ra ngoài trước sự ngỡ ngàng đến hỏi chấm của chị bán cá. Sau khi thấy có cái gì đó không ổn ở đây, anh đã phải nhảy xuống xe để thăm dò tình hình, nhưng mà cũng không thấy khả quan cho lắm, chỉ thấy mình lại mất thêm một ít tiền để sửa xe. Theo phỏng đoán của Giang Cư Mận, khả năng cao khi thanh toán tiền xong, do nắng quá to nên anh đã say nắng luôn cả chị bán cá nên mới xảy ra cái trường hợp ối rồi ôi đến vậy. Nói tóm lại, chỉ vì chị bán cá quá xinh đẹp lại còn tốt bụng nên anh mới đạp lủng luôn cả cái gác chân trên xe. Viva 24 giờ cảm ơn bạn đã xem. Hãy tiếp tục theo dõi nội dung tiếp theo từ chúng tôi.